Sáng ngày 2 tháng 5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu tràn Cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành phong tỏa hiện trường và tiến hành dập tắt đám cháy tại quán Lẩu Dê nằm trên đường Phạm Thanh, phường 5, thành phố Mỹ Tho. Khoảng 9 giờ 25 phút sáng ngày 2 tháng 5, nhiều người dân sống ở khu vực đường Phạm Thanh, đoạn thuộc địa bàn phường 5, thành phố Mỹ Tho, phát hiện lửa và khói bùng lên tại khu vực bếp của quán ăn Lẩu Dê. Nhân viên của quán đã dùng bình chữa cháy mini để dập tắt ngọn lửa nhưng bất thành. Không lâu sau đó, ngọn lửa bùng phát mạnh, thiêu rụi nhiều đồ vật trong quán. Được biết, quán lẩu dê có diện tích rộng hàng trăm mét vuông, được xây dựng bằng ván ép, gỗ, trà lá. Tại đây có nhiều phòng lạnh được trang trí bằng gỗ. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Tiền Giang huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với công an phường 5 và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành phong tỏa hiện trường, đồng thời phun xịt để dập tắt ngọn lửa. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa cao bản đã được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun xịt để dập tàn và chống cháy lan. Hiện vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.